Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đang có mặt tại sân bay quốc tế Đà Nẵng, nơi chuyến bay VN129 chuẩn bị cất cánh đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến bay này chở 181 bác sĩ, y tá, nhân viên y tế để chi viện cho các thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, trong đó có Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện C, Bộ Y tế, Bệnh viện Bộ Công an 119, các bệnh viện trên địa bàn Quảng Nam và các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Gần 200 bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh viện tại khu vực miền Trung lên tăng cường cho các tỉnh, thành phố phía Nam chống dịch COVID-19. Ai cũng xác định, tăng cường vào các tỉnh phía Nam là mệnh lệnh thôi thúc từ trái tim, góp sức cùng đồng nghiệp kiểm soát dịch bệnh. Đợt thứ 5 này, Bệnh viện C, Bộ Y tế tăng cường nhân lực hỗ trợ tỉnh Bình Dương. Đoàn công tác lần này có nhiều nữ bác sĩ điều dưỡng. Có những nữ bác sĩ phải gửi con nhỏ về quê cho ông bà ngoại, xung phong vào điểm nóng chống dịch. Không ít bác sĩ lần thứ 2 xung phong vào các tâm dịch làm nhiệm vụ. Tình hình dịch bệnh với lại biến thể nó cũng tăng hơn và số lượng bệnh nhân nó cũng gấp rất là nhiều lần so với lần trước ở Bắc Giang. Thì anh em đoàn cũng chuẩn bị tinh thần là nêu cao cái tinh thần cảnh giác, giữ gìn sức khỏe cho bệnh nhân bản thân mình trước, sau đó là hết sức cứu chữa tất cả các bệnh nhân trong cái điều kiện mà cho phép nhất có thể. Khi vào tâm dịch, các y bác sĩ ở miền Trung sẽ thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của cơ quan chức năng, gồm xét nghiệm, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, quản lý khu cách ly, tiêm chủng vaccine. Trước giờ lên máy bay, mỗi người mang trong mình những cảm xúc khác nhau. Trước hết mà chúng ta phải trang bị về chuyên môn cho chắc đã. Và vô làm cái ekip, chúng ta sẽ phải là tập huấn và để nhắc nhở các anh em. Trong quá trình làm việc thì phải đảm bảo về cái quá trình mà mang mặc đồ bảo hộ cũng rất là quan trọng. Các con thì cũng có buồn đấy, nhưng mà cũng để làm tâm lý, cho nên các bé cũng khá là... Kể từ khi đại dịch tái bùng phát đến nay, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 6.200 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, hậu cần và quân y. Đồng thời, vận chuyển hơn 200 tấn hành lý, hàng hóa y tế, gồm hàng triệu liều vaccine, bộ xét nghiệm, trang phục bảo hộ y tế, máy X-quang phổi, máy thở, máy lọc máu. Trước đó, ngày 25 tháng 8, gần 1.000 y bác sĩ, giảng viên ngành y, sinh viên đã được vận chuyển vào các tỉnh phía Nam hỗ trợ chống dịch. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là tăng cường duy trì cầu hàng không, hỗ trợ vận chuyển các lực lượng và trang thiết bị y tế tới những điểm nóng của dịch COVID-19. Các tỉnh ở miền Trung, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nhưng sự chi viện cho các tỉnh phía Nam rất có nhiều ý nghĩa. Và chuyến bay VN129 hy vọng sẽ mang tình cảm và nhân lực 181 trái tim nhiệt huyết sẽ đến với miền Nam để hỗ trợ cùng đồng nghiệp, cùng người dân các tỉnh phía Nam khống chế được dịch bệnh COVID-19.